Xin chào quý anh chị đã trở lại với kênh Tối Gia Nhật Cần Thơ. Bên em và video của Tối Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ và 12 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất ha. Và số điện thoại của shop 0973952507. Cô chú anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho shop hoặc nhắn tin qua Zalo đều được ha. Và hôm nay shop sale ha, đồng giá những túi da độc lạ 900k. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay đi tiệc ha. Và những sản phẩm video ngày hôm nay là phí ship gần xa 30k. Đầu tiên đó là một chiếc cốp kích thước bề ngang là 24, chiều cao 13 và bề dày là 6. Để mình xách tay như thế này, màu này là màu đen. Và mình có thể mình xách tay hoặc là làm lớp cầm tay ha. Dây này mình có thể bỏ vào trong được. Và màu đen khuyên khóa còn rất là sáng, sáng bóng ha. Ở đây mình sẽ có mở ra như thế này thì bên trong là lót da sạch đẹp để mình gài lại nha, chắc chắn ha. Lên nhìn shop một mã là 4042, 1.100.000. Hôm nay shop ra sale đồng giá 900 ha, 4042 900. Và một chiếc cầm tay đi tiệc ha, cũng da cá sấu. Kích thước của chiếc túi xách tay này bề ngang là 26, chiều cao 12 và bề dày. Bề dày là 5,5 ha. Để mình xách tay gọn nhẹ và xinh xắn. Ở đây sẽ có một cái để mình mở ra. Thì bên trong một ngăn đây và một ngăn đây và một khóa cá miệng dập thương hiệu Rokodai. Thương hiệu hình con cá sấu ha. Và khoan khóa còn vàng ươm sáng bóng để mình xách tay như thế này. Da rất là ok. Lên dịch shop mã là 4041 ha, 900. 4041 900. Và kế đến một chiếc xách tay, da này là da da đà điểu ha, da đà điểu thật 100% và da đà điểu da. Mình xách tay đi tiệc, bề ngang là 24, chiều cao là 14, chiều cao là 19 và bề dày là 11 ha. Dạng mà mình xách tay vào phong cốp bên đây sẽ có một và hai ngăn nhỏ đây và một cái nút để mình mở ra. Bên trong một khóa cá miệng và còn một cái kính, cái kính bên trong ha. Xách tay đi tiệc rất là sát thương hiệu, là thương hiệu không thương hiệu ha, và hàng từ Nhật về. Lên nhập shop một mã là 4045, 4045 900, phí ship đường xa 30. Và một chiếc cốp đi tiệc ha, da cá sấu thật. Kích thước của chiếc túi này bề ngang 25, chiều cao 17 và bề dày là 8. Xách tay và ở đây nó có một cái gù ha, một cái gù da cá sấu ha. Thì túi si thì nó sẽ có những cái va bắp nhất định nè, giống như chỗ này nó sẽ va bắp nhỏ thôi. Mình xài hàng si thì mình phải chấp nhận những cái va bắp đó ha. Một ngăn đây và hai ngăn đây và có một cái khóa cá miệng. Xách tay như thế này. Lên nhìn shop một mã là 4044 ha. 4044 900, phí ship gần xa 30. Và một chiếc cốp để mình xách tay. Ở đây nó sẽ có một cái gù và những cái va bắp nhỏ ngay chỗ này. Và bên đây là da cá sấu thật ca, da cá sấu rất là đẹp. Đây nó sẽ có những cái vết như chỗ này, vết va vấp. Kích thước bề ngang 29, chiều cao 19 và bề dày là 10. Để mình xách tay. Ở đây sẽ có một cái cốp để mình mở ra, hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa cá miệng ở đây và một ngăn đây. Lót bên trong là lót vải ha. Và đây ngay chỗ này là khuôn da cá sấu ha, da cá sấu thật nhỉ. Bình thường những chiếc cốp da cá sấu rất là mắc ha. Đây nó sẽ có những cái va bắp nhỏ ngay chỗ này. Lên giùm shop một mã là 4021 ha, 900. 4021 900.
và cái đến đó là một chiếc cốp cách 6 giá thật ha, toàn bộ kích thước bề ngang. Bề ngang là 28, chiều cao 18 và bề dày là 10. Để mình xách tay. Và sẽ có một cái nút để mình mở ra, thì bên trong lót da hai ngăn nhỏ đây và một khóa cái miệng đây và một ngăn đây. À, sạch đẹp ha. Để mình xách tay. Da cá sấu rất là đẹp. Khuyên khóa còn sáng nha, lên nhịp xếp mã là 3683. 3683. Học giá 900k, phí ship ngày xa 30. Và một chiếc cốp cách 6. Da rất là đẹp ha. Bên đây sẽ có một cái gù kích thước bề ngang 26, chiều cao 18 và bề dày là 8. Để mình xách tay sẽ có một ngăn ở đây, bên trong là lót vải nhung ha, có một khóa cái miệng và một ngăn đây là sạch đẹp. Để mình xách tay như thế này, lên dùm shop một mã là 4018 ha, 900. 4018 900. Ngang 26, cao 18 và dày là 7 ha. 4018. Và cái đến đó là một chiếc túi cốp da cá sấu ha. Kích thước bề ngang. Bề ngang là 28, chiều cao 18 và bề dày là 9. Xách tay như thế này, ở đây sẽ có một cái gù và một ngăn ở đây để mình mở ra, bên trong lót vải hai ngăn nhỏ đây và một cái khóa cắm miệng đây. Da là da thật toàn bộ ha. Để mình xách tay như thế này, ta dịp xếp một mã là 4016 900. 4016 900. Và một chiếc cốp ha, da cá sấu kích thước bề ngang. Bề ngang là 30, chiều cao 20 và bề dày là 9. Để mình xách tay, da cá sấu thật 100%. Ở đây nó sẽ có một cái gù, đây nó sẽ có 4 cái chấu. Mình mở ra thì bên trong sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây và một cái khóa cắm miệng đây ha. Bên trong là lót vải sạch đẹp hết. Để mình gài lại như thế này chắc chắn. Lên nhìn shop mã là 4024 ha. 4024 900k. Và cái đến đó là một chiếc túi da cá mập rất là đẹp ha, độ mới còn khá là cao, 80-85%. Kích thước bề ngang, bề ngang là 27, chiều cao là 18 và bề dày là 8 ha. Để mình xách tay sẽ có một nút hết 500. Để mình mở ra, bên trong sẽ có một ngăn đây và một ngăn đây và một cái khóa cắm miệng. Da cá mập ha, da thật 100%. Để mình xách tay như thế này, lên dùm shop một mã là 4023 900k. Và một chiếc cốp, ở đây nó sẽ có một cái gù da rất là đẹp ha. Kích thước bề ngang 29, chiều cao 18 và bề dày là 8. Để mình xách tay sẽ có một cái gù ở đây và một cái nút để mình mở ra, thì bên trong lót vải một ngăn đây và một khóa cái miệng đây, lót là sạch đẹp hết ha, da thật toàn bộ hết, da cá sấu còn giả cái men. Lên dùm shop mở là 3681 ha, 900. 3681 900. Và một chiếc da rùa kích thước bề ngang, bề ngang là 29, chiều cao 18 và bề dày là 9 ha. Để mình xách tay da rùa, da rất là đẹp ha. Kích thước và form đi tiệc rất là sang, một khóa cái miệng đây và hai ngăn nhỏ đây, lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Để mình xách tay như thế này rất là đẹp và sáng ha. Lên nhìn shop mã là 4022 900. 4022 900. Và một chiếc cốp da cá sấu, ở đây sẽ có một cái gù nguyên chỗ này, kích thước của chiếc cốp cá sấu này, bề ngang
bề ngang là 34, chiều cao 23 và bề dày là 8. Để mình xách tay như thế này, sẽ có một cái nút để mình mở ra. Thì bên trong là lót da ha, hai ngang nhỏ đây và một cái khóa cắm miệng là sạch đẹp hết á. Một khóa cắm miệng đây, mình gài lại như thế này chắc chắn. Ra nhìn shop một mã là 40 4019 ha, 900 4019 900. Và một chiếc cớp da cá sấu kích thước của chiếc cớp này về ngang là 30, chiều cao 17 và bề dày là 8. Để mình xách tay, ở đây nó sẽ có một cái gù da rất là đẹp ha. Và ở đây mình mở ra thì bên trong lót da ha, sạch đẹp. Để mình dài lại như thế này chắc chắn. Lên nhìn shop một mã là 3682 900. Và một chiếc túi đeo chéo da linh dương ha, da rất là đẹp ha, da độc lạ. Kích thước của chiếc túi này bề ngang là 26, chiều cao là 22 và bề dày là 8. Sẽ có một khóa cắm miệng, bên trong lớp vải sạch đẹp và một khóa cắm miệng đây, lớp vải sạch đẹp, dây khá là đẹp và có một cái khóa cắm miệng, lớp vải sạch đẹp hai ngang nhỏ đây và có một cái khóa cắm miệng và sạch đẹp hết. Da là da thật đồng bột. Lên dịp shop mã là 4039 900. Và cái đến thì shop sẽ đồng giá ha, đồng giá 400k và phí ship gần xa là 30 ha. Đầu tiên đó là một chiếc túi xách tay thương hiệu Hanamori của Nhật, rất là xinh xắn. Kích thước bề ngang là 29, chiều cao 17 và bề dày 13. Để mình xách tay rất là xinh xắn. Sẽ có một khóa cắm miệng ở đây, bên trong lót vải thương hiệu Hanamori và một khóa cắm miệng ở đây, bên trong sạch đẹp thương hiệu Hanamori, có một khóa cắm miệng và một ngăn ở đây là sạch đẹp hết ha. Xách tay xinh xắn. Ra nhìn shop một mã là 3782 400. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu Beacadin, kích thước bề ngang là 30, chiều cao là 20 và bề dày là 10. Để mình xách tay sẽ có hai cái nút hít 500, bên trong là lót vải ha, dọc thương hiệu Beacadin và có một cái khóa cắm miệng đây và thương hiệu Beacadin còn mã code và một khóa cắm miệng đây, hai ngăn nhỏ ha, lót là sạch đẹp hết. Đây xách tay rất là xinh xắn. Lên dùm shop một mã là 3620 400, phí ship gần xa 30. Và một chiếc lát cầm tay có thương hiệu Roveno, da rất là đẹp, kích thước bề ngang 26, chiều cao 18 và bề dày là 7. Sẽ có một khóa cắm miệng ở đây, bên trong lớp vải ha, dập phân hiệu và ở đây sẽ còn cái tát hiệu ha, và một khóa cắm miệng ở đây, bên trong lớp vải sạch đẹp hết ta, và một ngăn ở đây là miếng test da ha, bên trong nó sẽ còn những cái thông số và một khóa cắm miệng, lót là lót vải sạch đẹp ha, ở đây còn cái thông số tiếng Nhật, còn cái mã code của chiếc túi này ha. Da dày dặn và đẹp. Lên dùm shop một mã là 3763 400, 3763 400. Và một chiếc túi để mình xách tay á, có thương hiệu Calicitoto, da thật toàn bộ ha,
sách tay đựng dừa giấy A4, kích thước bề ngang 17, chiều cao 24 và bề dày 34. Để mình xách tay như thế này, da rất là đẹp. Sẽ có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Sẽ có 3 hệ thống ngăn, một ngăn nhỏ ở đây và một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Và sạch đẹp hết ha, lót vải sạch đẹp hết. Thương hiệu dập nổi đây và bên trong là lót vải. Nó dùm shop một mã là 3811 ha, 400. 3811 400, phía xếp đằng sau 30. Và một chiếc cốp này để mình đi co hoặc là mình xách tay mình đi tắm bắp dứt hơi ha, rất là đẹp. Khoan khóa thì nó sẽ bị oxy hóa ha. Bề ngang là 33, chiều cao 21 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, sẽ có hai cái lốc để mình mở ra thì bên trong là lốc vải hết ta. Hai cái nút để mình gài lại như thế này chắc chắn nha. Ra dịp shop một mã là 3801 400, 3801 400. Và một chiếc túi xách tay và đeo chéo thương hiệu Sachi, dây đeo là nhập thương hiệu Sachi hết. Kích thước của chiếc túi này bề ngang là 24, chiều cao 27 và bề dày 8. Xách tay và đeo chéo sẽ có một khóa cắm miệng ở đây, bên trong là lót vải ha. Đây đựng cả quy tích tay tị thân thương hiệu Sachi. Đây một ngăn đây hết 500 và một khóa cắm miệng ở đây, bên trong là lót vải sạch đẹp nhập hiệu thương hiệu Sachi. Đây thương hiệu Sachi và có một khóa cắm miệng đây, sạch đẹp hết, da là da thật toàn bộ hết. Nó nhìn shop một mã là 3733 400, 3733 400. Và một chiếc túi xách tay thương hiệu của Ý, thương hiệu AB, thương hiệu của Ý ha. Kích thước bề ngang là 30, chiều cao 21 và bề dày là 14. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong là lốt vải ha. Và một phát cá mì lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây và một phát cá mì thương hiệu AB, thương hiệu này của Ý ha, Adobe Destiny, và một phát cá mì đây là sạch đẹp, da là da thật toàn bộ hết. Lên dùm shop một mã là 3493 400, 3493 400. Thương hiệu Mexican, da thật toàn bộ, kích thước bề ngang 21, chiều cao 25 và bề dày là 5. Sẽ có một ngăn đây hết 500 và một cái khóa cắm miệng, da thật ha, và một khóa cắm miệng ở đây. Ở đây cái bề mặt da nó có những cái vết vân bắp ngay chỗ này và một cái khóa cắm miệng ở đây, này nhỏ gọn và xinh xắn. Thương hiệu Mexican dập nổi đây và có một cái khóa cắm miệng, lót vải sạch đẹp. Đơn nhập shop mã là 3738 400, 3738 400. Và một chiếc vali kích thước bề ngang 41, chiều cao 30 và bề dày là 9. Xách tay và đeo chéo sẽ có một cái khóa cá miệng ở đây, lót bên trong lót vải và một khóa cắm miệng, một ngăn đây, đây đựng cặp với dưới thì thật, một ngăn đây và một khóa cắm miệng đây, lót bên trong là lót vải ha. Và chiếc túi này là da tổng hợp ha, da tổng hợp, để mình gài lại như thế này chắc chắn. Sẽ có một ngăn ở đây để đựng laptop, chiếc vali da tổng hợp và một vali đây thì mình định khoảng 2-4 bộ đồ. Lên nhìn shop một mã là 3562 400, 3562 400.
và một chiếc túi xách tay và nơ chéo, da rất là đẹp, màu nâu, kích thước bề ngang 25, chiều cao 18 và chiều dày 13, xách tay và nơ chéo, da khá là đẹp. Ở đây sẽ có một ngăn đây, thương hiệu Dilux, dập lõi đây thương hiệu Dilux ha, và một khóa kéo mềm, bên trong là lót vải ha, sạch đẹp hết. Xách tay và đeo chéo rất là ok, xách 500 chắc chắn. Lên dùm shop mở là 3747 ha, 400 3747 400. Xách tay và đeo chéo ha, một chiếc túi khá là đẹp, kích thước bề ngang 23, chiều cao 26 và bề dày 13. Có một khóa cá miệng ở đây và một khóa cá miệng ở đây, móc bên trong lót vải đẹp, và một ngăn đây là sạch đẹp hết ha, hai ngăn nhỏ đây và một ngăn ở đây có một cái khóa cá miệng sạch đẹp hết, da là da thật toàn bộ, và một ngăn ở đây là bự nhất, bên trong lót vải sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 3728 ha, 3728 400. Và kế đến đó là một chiếc túi xách tay và đeo ba lô, kích thước bề ngang là 24, chiều cao 25 và bề dày 13. Sẽ có một khóa cá miệng ở đây, bên trong lót vải, một ngăn đây sạch đẹp, và một ngăn đây có một cái khóa cá miệng nha, lót vải sạch đẹp hết, và hai ngăn nhỏ đây, một khóa cá miệng và một khóa cá miệng đây, sạch đẹp ha, da là da thật toàn bộ. Xách tay và đeo ba lô, phía sau sẽ có một khóa cá miệng nữa ha. Lên dùm shop mã là 3749 400, 3749 400. Một chiếc túi xách tay và đeo chéo, da rất là đẹp, kích thước bề ngang 20, chiều cao 21 và bề dày 12. Xách tay và đeo chéo, một cái khóa kéo miệng ở đây, lót bên trong là lót vải ha, một và nút thắt 500, một khóa kéo miệng, lót bên trong là lót da ha, thương hiệu dập nổi đây, sạch đẹp hết ha. Lên dùm shop một mã là 3799 3799 400. Và kế đến đó là một chiếc túi đeo chéo thương hiệu Montewood, dây đeo dập hiệu thương hiệu Montewood, kích thước bề ngang 23, chiều cao 28 và bề dày 9. Thương hiệu Montewood dập nổi đây, và sẽ có một khóa cắm miệng đây, bên trong lót vải sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Montewood, và một khóa cắm miệng lót vải sạch đẹp, hai ngăn nhỏ đây, và một khóa cắm miệng dập thương hiệu Montewood dập nổi, bên trong lót là lót vải sạch đẹp. Lên dùm shop một mã là 3739 ha, 400 3739 400. Và một chiếc túi da thật nhập phân 6 phân trống, kích thước bề ngang 28, chiều cao 17 và bề dày 14. Để mình xách tay sẽ có một khóa cá miệng phía sau, và ở đây là điểm nhấn của chiếc túi, và sẽ có một khóa cá miệng nha, bên trong lót vải đồng bối khoảng 85-90%, một khóa cá miệng bên trong. Lên dùm shop một mã là 3502 400, phía xếp hàng xa 30. Và một chiếc túi thương hiệu Fabio, giá thật đồng bộ ha, kích thước bề ngang 26, chiều cao 19 và bề dày là 10. Để mình xách tay như thế này, màu này là màu đỏ ha, sẽ có một cái khóa cá miệng đây, bên trong lót vải sạch đẹp, một ngăn đây và một ngăn đây, và một cái khóa cá miệng lót sạch đẹp ha, và một khóa cá miệng thương hiệu Fabio đây, da là da thật toàn bộ hết.
Ta nhập shop mã là 3619 ha. 3619. 400. Và một chiếc túi để mình đeo chéo. Nam nữ đều sử dụng được ha, giá thật. Chất liệu da bò, kích thước bề ngang 22, chiều cao 25 và bề dày là 10. Một nút kích tâm chấm đây và có một cái khóa kéo miệng bên trong, một khóa kéo miệng ở đây. Và một nút kích tâm chấm, một khóa kéo miệng ở đây. Lót bên trong là lót vải ha. Lên giùm shop một mã là 3730 400. 3730 400. Một chiếc túi xách tay, chất liệu da bò. Kích thước bề ngang 39, chiều cao 16 và bề dày 14. Để mình xách tay như thế này. Sẽ có hai nút kích tâm châm, bên trong lót vải xinh đẹp, dạng kiểu thương hiệu. Và một cái khóa kéo miệng đây, hai ngăn nhỏ đây. Và có một cái khóa kéo miệng thương hiệu Esquire. Xách tay rất là đẹp ha. Lên nhìn shop mã là 3492 400. 3492 400. Một chiếc túi xách tay Yahoo ha. Da rất là đẹp để mình đựng mỹ phẩm ha, hoặc là đựng những vật dụng để mình đi làm hoặc là đi chơi đều rất là ok ha. Kích thước bề ngang là 34, chiều dày 17 và chiều cao 22. Xách tay sẽ có một khóa kéo miệng ở đây, bên trong là lót vải ha, thật đẹp. Có một khóa kéo miệng ở đây, có một khóa kéo miệng bên trong, khoan khóa và ươm sáng bóng. Lên nhịp shop mã là 3766 400. 3766 400. Một chiếc cặp có thương hiệu, kích thước bề ngang 38, chiều cao 27 và bề dày là 8. Để mình xách tay, thương hiệu dập nổi đây. Và sẽ có một ngăn và một cái khóa kéo miệng, bên trong là lót vải ha. Một ngăn đây, ở đây đựng bút đựng viết và một khóa kéo miệng thương hiệu Maro em. Lên nhìn shop một mã là 3520 400. 3520 400. Và một chiếc lớp cầm tay thương hiệu Valentino, dòng Ruby, kích thước bề ngang 25, chiều cao 18 và bề dày là 6. Để mình cầm tay thương hiệu Valentino, một ngăn cái này thích 500 và một khóa kéo miệng bên trong lớp vải và một khóa kéo miệng đây, lớp vải sạch đẹp ha. Valentino dòng Ruby, để mình cầm tay như thế này chắc chắn. Nên nhìn shop một mã 3779 400. Và một chiếc túi tay chất liệu da thiên nga, kích thước bề ngang 30, chiều cao là 20 và bề dày là 12. Để mình xách tay sẽ có một khóa kéo miệng nha, bên trong lớp vải và một nút kích 500 thương hiệu Conner. Và có một cái khóa kéo miệng nha, và một khóa kéo miệng đây, và một ngăn đây, hai ngăn nhỏ đây, dập hiệu thương hiệu Conner. Và một cái để mình gài lại như thế này. Lên dùm shop mã là 3626 400. 3626 400. Và một lớp cầm tay thương hiệu Valentino, kích thước bề ngang 26, chiều cao 20 và bề dày là 6. Thương hiệu Valentino đây. Một ngăn đây, bên trong lớp da. Và một khóa kéo miệng bên trong lớp da. Và một cái khóa kéo miệng đây, bên trong lớp da ha, gặp thương hiệu Valentino. Và một khóa kéo miệng đây, sạch đẹp hết ha. Lên nhìn shop một mã là 3821. 3821.
chín túi cuối cùng thì sắp giảm 300 ha. Và chào tạm biệt cô chú anh chị ha, số điện thoại của shop 0973 952507 và phí ship đường xa 30.